Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Rất vui khi bà con và các bạn đã quay trở lại kênh Cây Thuốc Nam. Thưa bà con, thì hôm nay kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con một cái dược liệu rất đơn giản nhưng nó lợi ích cho cơ thể rất là nhiều, đó là vỏ chanh. Thưa bà con, là thường thường mình sử dụng là mình sử dụng cái nước ép của trái chanh và mình sử dụng là lá của cây chanh. Nhưng ít có ai biết được là vỏ của cái trái chanh này nó còn tốt rất là nhiều lần so với lá chanh và nước cốt chanh. Mời bà con nghe bài viết sau đây. Hiện nay nhiều người chỉ biết lợi ích của nước ép chanh đối với sức khỏe mà không biết đến công dụng của vỏ trái chanh. Vỏ chanh không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà vỏ chanh còn rất tốt cho việc làm đẹp của các chị em. Hãy cùng tìm hiểu các tác dụng của vỏ chanh sau đây cùng Cây Thuốc Nam nhé. Chanh là một loại trái cây tự nhiên có tác dụng chữa nhiều bệnh từ lá chanh, quả chanh, rễ chanh, đặc biệt là vỏ chanh thì ít có ai biết đến. Trong vỏ chanh lại chứa rất nhiều tinh dầu, enzyme, khoáng chất như vitamin C, canxi, kali, chất xơ, axit giúp cải thiện xương, chống ung thư, làm đẹp tóc, da, phòng chữa một số bệnh về tim, tăng cường hệ miễn dịch. Bà con thấy có tốt không? Hiện nay nhiều người chỉ biết đến lợi ích của nước ép chanh đối với sức khỏe mà không biết đến công dụng của vỏ chanh. Mới đây các nhà khoa học ở Úc đã nghiên cứu và phát hiện các hợp chất chống oxy hóa và các loại tinh dầu trong vỏ chanh đủ cao để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong vỏ chanh có khoảng 22 chất chống ung thư như chất limonene, chất chetpetin glycoside, chất flavonol và vitamin C. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Úc, cả một trái chanh có thể phòng chống các loại ung thư lên đến 50%. Tổ chức này khuyên rằng hãy tiêu thụ ít nhất 150g vỏ cam chanh mỗi tuần để phòng chống ung thư. Do vậy, họ khuyến cáo người dân nên trữ chanh đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong và quan trọng hơn là bạn dễ dàng sử dụng. Theo các chuyên gia, vỏ chanh bao gồm các enzyme thiết yếu, vitamin khoáng chất, vitamin C, vitamin P, canxi, kali, chất xơ, chất limonene. Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa đối với các vấn đề về tim mạch, mụn trứng cá, cholesterol. Vỏ chanh có tác dụng ngăn ngừa ung thư như sau. Hãy tận dụng vỏ chanh bởi tác dụng kỳ diệu có thể chữa khỏi nhiều bệnh của vỏ chanh. Chanh đem đến cho chúng ta vô vàn những lợi ích như giải khát, thanh lọc cơ thể, được sử dụng như một loại gia vị, kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt trong vỏ chanh lại chứa rất nhiều tinh dầu, khoáng chất, giúp làm đẹp tóc, da, phòng chữa một số bệnh về tim, cải thiện hệ xương, tăng cường miễn dịch. Vỏ chanh thường được sấy khô để thêm vào các món ăn và dễ bảo quản khi cần. Để xương luôn chắc khỏe, cơ thể cần phải được cung cấp đầy đủ canxi. Trong vỏ chanh lại chứa rất nhiều canxi và vitamin C, có thể cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu để xương phát triển mạnh khỏe. Vì thế, việc ăn vỏ chanh thường xuyên được chứng minh là sẽ giúp phòng chống, ngăn ngừa và cải thiện các bệnh liên quan đến hệ xương như loãng xương, viêm khớp, viêm đa khớp. Tác dụng của vỏ chanh đối với sức khỏe là giảm căng thẳng. Trong vỏ chanh chứa chất bioflavonoid, một loại chất giúp loại bỏ căng thẳng, giảm stress và mệt mỏi. Chỉ cần một cốc trà nóng thêm vài lát vỏ chanh cho bạn nhâm nhi sẽ đánh tan sự mệt mỏi và dần lấy lại sự cân bằng, giảm cholesterol. Ăn vỏ chanh giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp tăng cường sự phát triển của tim mạch. Kali trong vỏ chanh giúp duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, flavonoid trong vỏ chanh còn giúp làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Vitamin C và vitamin giúp cân bằng các mạch máu. Vì vậy, vỏ chanh giúp làm giảm thiểu các bệnh lý liên quan đến tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống ung thư. Các thành phần khác như chất savetron được nêu ở trên
trong vỏ chanh được coi như vũ khí lợi hại để chiến đấu lại với các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất flavonoid trong vỏ chanh còn làm hạn chế sự phân chia và phát triển nhanh chóng của các tế bào ung thư, nên đây được coi là một trong các giải pháp để ngăn ngừa các bệnh ung thư, bao gồm ung thư nhũ hoa, ung thư da, ung thư ruột kết. Có thể sử dụng trà pha kèm với vỏ chanh như một thức uống giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa từ vỏ chanh. Để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn phải có một hệ miễn dịch hoạt động tốt. Vỏ chanh sẽ giúp bạn chống lại một số bệnh như cảm cúm, ho, sốt, chống nhiễm trùng. Ngoài ra còn giúp cải thiện chức năng của đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa với hàm lượng chất xơ cao trong vỏ chanh. Đó là vỏ chanh là tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Và sau đây là vỏ chanh giúp xương chắc khỏe. Mời bà con nghe. Để xương mạnh mẽ và khỏe mạnh cần một lượng canxi, và vỏ chanh lại có nhiều canxi và vitamin C. Tiêu thụ vỏ chanh được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa các rối loạn khác nhau như loãng xương, viêm khớp dạng thấp, gãy trong xương, viêm đa khớp và viêm xương khớp. Đó là vỏ chanh giúp cho xương chắc khỏe. Và kế tiếp là mời bà con nghe vỏ chanh tốt cho sức khỏe răng miệng và vệ sinh. Thiếu vitamin C dễ dẫn đến chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm nướu. Vì vậy, cần phải cung cấp đầy đủ vitamin C cơ thể. Nếu không muốn mắc các bệnh về răng miệng, vỏ chanh còn chứa axit citric giúp ngăn ngừa các bệnh đến răng và nướu. Và kế tiếp nữa là trung hòa các gốc tự do. Mời bà con nghe. Các gốc tự do là các chất hiện diện trong các tế bào của cơ thể chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại bệnh ung thư, các vấn đề về tim, lão hóa, sưng và các bệnh tự miễn dịch. Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, nên có thể ngăn chặn vấn đề trên. Mặt khác, các gốc tự do cũng có thể được liên kết với các mạch máu gây tổn hại sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn nên uống bổ sung vitamin để duy trì lưu thông máu mạnh khỏe. Mời bà con nghe tiếp là tác dụng của vỏ chanh đối với làm đẹp cho làn da khỏe mạnh. Hầu hết chúng ta khi ở một độ tuổi nhất định nào đó đều mắc các bệnh liên quan đến da như mụn, trứng cá, nám, nếp nhăn. Đây được coi là những dấu hiệu của việc da bị lão hóa. Vỏ chanh với nguồn vitamin C và axit citric dồi dào giúp làm sạch các mạch máu trong cơ thể và giúp loại bỏ tạp chất cặn bã trên da. Điều này giúp da thải được độc tố, đem lại một làn da khỏe mạnh. Thế nên bạn không nên vứt bỏ vỏ chanh đi mà hãy tận dụng công dụng tuyệt vời của vỏ chanh. Tiếp theo là tăng cường trao đổi chất và giúp giảm cân. Mời bà con nghe, vỏ chanh phơi khô có thể hãm dùng để thay nước uống sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Chất benzin trong vỏ chanh giúp giảm quá trình hấp thụ đường và chất béo, giúp bạn duy trì cân nặng như ý. Tuy nhiên, cần lưu ý trước khi sử dụng vỏ chanh, bạn cần rửa sạch để tránh hóa chất, thuốc trừ sâu còn lưu lại trên vỏ chanh để tránh gây hại. Và làm mềm khuỷu tay, tức là cái khuỷu tay của mình nè. Rồi mời bà con nghe, hãy cắt đôi quả chanh, chỉ cần đặt khuỷu tay trong nửa quả chanh và xoay như thể bạn đang ép nó trong hơn 10 phút. Rửa sạch và lau khô, da bạn sẽ sớm lấy lại vẻ mềm mại ban đầu. Thì thưa bà con, như trái chanh gì bà con cắt làm đôi và bà con để cái khuỷu tay vào và xoay khoảng 10 phút thì cái chỗ này là nó không còn màu đen nè và nó không còn nếp nhăn. Đó, bà con thường làm như vậy thì ngay chỗ khuỷu tay mình nó sẽ đẹp. Mời bà con nghe tiếp là vỏ chanh bao gồm một thành phần được gọi là pectin giúp giảm cân. Pectin thực sự có tác dụng giảm hấp thụ quá nhiều đường, do đó giúp duy trì cân nặng của bạn. Thì thưa bà con, trên đây là kênh Cây Thuốc Nam đã mang đến một cái nhìn mới nhất cho bà con là về cái vỏ chanh. Vỏ chanh là cái nguyên liệu là thường là chị em nhà bếp là bỏ đi. Nhưng hôm nay kênh Cây Thuốc Nam mang ra đây cái bài thuốc này, mong rằng chị em mình không bỏ vỏ chanh đi mà phơi khô, bỏ lại ngăn mát và sử dụng nó như một cái thức ăn dặm để bổ sung canxi và tránh bị lão hóa da, và ngược lại là phòng chống ung thư, các loại bệnh ung thư.
rất tốt được các nhà khoa học ở Úc đã khuyến cáo nên dùng vỏ chanh. Mong rằng bà con mình sẽ áp dụng thực tiễn. Thưa bà con, là kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình ra nghe qua cái bài thuốc là vỏ chanh để giúp ích cho mỗi gia đình được mạnh khỏe. Kênh Cây Thuốc Nam xin chúc cho bà con được luôn mạnh khỏe, luôn an vui, luôn hạnh phúc, luôn may mắn và luôn thành công. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con video sau.